Vâng, đây là một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ, một mẫu xe Hyundai Grand i10 sản xuất 2014, mang phiên bản số sàn khối động cơ 1.0 máy xăng. Một mẫu xe Hyundai Grand i10 sản xuất 2014 hiện đang có tại cửa hàng bên em. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe i10 nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ, màn hình Android cam nồi đầy đủ này, cứ nhấc máy lên alo cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em, hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và sau đây là phần hệ thống nội thất của xe các bác này. Nội thất của nó thì ghế lỉ các bác nhá, ghế lỉ rất là đẹp luôn, trang bị hai màu. Vâng, một mẫu xe động cơ chỉ với 1.0 thôi. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của em nó ăn tầm khoảng 5 lít đến 6 lít xăng trên 100 cây số mà chở được 5 người. Tất cả những cái hệ thống khung cánh cửa các bác này, rất là đẹp các bác nhá, không hề có một chút mục mọt nào luôn. Táp ly cánh cửa này vẫn còn gai sần các bác nhá, vẫn còn gai sần ok luôn. Keo chỉ của xe này các bác này, keo chỉ của em nó keo chỉ đều tóc tắp luôn các bác nhá. Bệ bậc lên xuống à. Cái ốc ác bản nề các bác nhá, chưa hề động đến ca lê mỏ lết luôn. Đấy, cột kèo của xe. Đấy, phần cột kèo các bác này. Cột kèo và đinh tán các bác nhá, cột kèo đinh tán zin luôn. Đấy, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Một mẫu xe tư nhân, tên tư nhân mà biển này là biển 11 biển Cao Bằng các bác nhá, đăng kiểm này. Đăng kiểm thì còn đến tháng 4 năm 2023. Hệ thống lóc của xe các bác nhá. Đấy, phần lóc của xe này còn rất là đẹp luôn. Đấy, một mẫu xe i10 nhập khẩu bản hatchback một đầu. Vâng, nhỏ gọn xinh xinh, luồn lách những đường ngang nó nhỏ ok luôn. Cơ lẻo thì rất là chắc chắn các bác nhá. Tích hợp xi nhan máu rẽ bên sườn này, lốp dép của em nó các bác này. Lốp dép em nó thì rất là dày dặn luôn các bác nhá. Tất cả những hệ thống khu lốp này không có một chút mục mọt nào luôn. Đó, một mẫu xe nhập khẩu bản hatchback một đầu. Đây là một mẫu xe i10 sản xuất 2014, mang biển kiểm soát 11A05820, hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Bình. Bên em là đơn vị là chuyên mua bán, trao đổi và ký gửi tất cả những dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Vậy thì bác nào mà mua xe cũng như bán xe, cứ nhấc máy lên alo cho em nghỉ theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565 hoặc đến trực tiếp bãi xe của em, có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay với sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Linh các bác nhé. Đấy, sơn xi thì màu bạc xịn sò nguyên bản theo xe các bác này. Đấy, không đổi màu các bác nhé, không đổi màu, không đâm xô, không tai nạn, vâng, không ngập nước. Máy gầm của em nó thì đại chất luôn, dòng Hyundai thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc của em nó thì rất là dễ thay thế các bác nhé. Sau đây em sẽ đi vào phần hệ thống cốp sau xe cho các bác xem này. Vâng, đây là phần hệ thống cốp sau xe này. Đấy, bản hatchback một đầu thì cốp của nó nhỏ gọn thôi, nó không được rộng rãi như bản sedan hai đầu các bác nhé. Tất cả những cái hệ thống đinh tán răng giật của xe, đấy, nguyên đai nguyên kiện các bác nhé. Một mẫu xe nhập khẩu, đấy, hàng nhập khẩu thì tôn vỏ của em nó rất là dày, đồ đạc của Hyundai thì rất là dễ thay thế các bác nhé. Đấy, không hay ở mặt luôn. Giá tiền thì chiếc này bên em đang chào bán với giá là 205 triệu đồng. Bên em còn có bao gồm phí rút hồ sơ. Đấy, bao gồm phí rút hồ sơ gốc về cho các bác, cũng như có cả vận chuyển cho các bác luôn. Đấy, vận chuyển trên mọi miền tổ quốc các bác nhá. Bao vận miễn phí tiền phí, miễn phí tiền sử dụng khách hàng. Đấy, vận chuyển đến tận nhà cho các bác luôn. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe i10 đấy, bản hatchback một đầu, đấy, sản xuất 2014, hàng nhập khẩu này, cứ alo cho em. Đây, phần hệ thống lớp số cua các bác nhá, lớp số cua này. Đấy, sàn xe này. Đấy, sàn của em nó các bác nhá, không hề mục mọt luôn, kích trong đầy đủ luôn. Đấy, kích trong đầy đủ các bác nhá. Đấy, phần là trần của xe các bác này. Trần của em nó là trần nỉ các bác nhá, trần nỉ nguyên zin, nguyên đai nguyên kiện theo xe luôn. Đấy, rất là tươi, biển kiểm soát 11A, cặp đèn phanh các bác nhá. Hệ thống đèn phanh này. Đấy, rất là ok luôn. Tay lắm mở cửa của em nó thì đã được Opilock mạ chrome rồi. Đấy. Sau đây là phần hệ thống táp ly cánh cửa các bác này. Táp ly của cánh cửa của đằng sau bên phụ các bác nhá. Đó, táp ly của em nó vẫn còn gai sần rất là đẹp luôn. Tất cả những cái hệ thống khung cánh cửa các bác này. Đó, phần khung cánh cửa các bác nhá.
Đấy, đinh tán dàn giật này. Đấy, đinh tán dàn giật các bác nhá, nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, keo chỉ zin. Vâng, nội thất tươi. Vâng, nội thất thì tươi rồi nói các bác nhá. Đấy, tất cả những cái hệ thống khung cánh cửa các bác này. Đó, phần hệ thống keo chỉ của xe này. Đấy, keo chỉ các bác nhá, âm thanh thì rất là hay luôn. Vậy bọc lên xuống này. Tất cả phần cua lốp này. Đấy, phần cua lốp các bác nhá, lốp dép này. Lốp dép thì của em nó thì khá là dày dặn luôn. Đấy, rất là dày dặn các bác nhá. Cửa lẻo thì rất là chắc chắn các bác này. Đấy, đóng phập phập luôn các bác nhá. Sơn si thì màu bạc. Đấy, sơn si màu bạc. Màu bạc nguyên bản theo xe, không đổi màu các bác nhá, không đổi màu luôn. Sau đây em sẽ đi vào phần gầm của xe cho các bác xem nhá. Vâng, đây là phần hệ thống gầm của xe các bác này. Đấy, gầm bệ này. Gầm bệ của em nó rất là chắc chắn luôn. Đó, không có một chút mục mòn nào các bác nhá, không mục mòn luôn. Đấy, một mẫu xe. Đấy, một mẫu xe tư nhân chính chủ biển Cao Bằng. Sản xuất 2014, động cơ chỉ với 1.0 thôi. Vậy thì mức tiêu hao của em nó thì ăn ăn khoảng chỉ tầm 5-6 lít xăng trên 100 cây số mà chở được 5 người các bác nhá. Đấy, nội thất ghế lỉ rất là tuyệt vời luôn các bác này, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, phần tất cả những khung cánh cửa này. Đó, phần khung cánh cửa các bác nhá. Đấy, tất cả những cái là tab đi các bác này. Đấy, có mỗi tí khung cánh cửa này thì nó hơi bị mọt mọt một chút các bác nhá. Đấy, hơi có một chút tí tị này thôi các bác này. Đấy, nhưng không sao các bác nhá, cái vấn đề đấy thì đấy, nhỏ thì anh em có thể bỏ qua đi được. Đấy, bậy bật lên xuống này. Đấy, bậy bật lên xuống các bác nhá. Đấy, tất cả hệ thống cột kèo của xe. Đấy, cột kèo này các bác này, cột kèo zin luôn các bác nhá, cột kèo zin luôn. Đấy, cột kèo zin, máy số ngon, gầm bậy chắc. Đấy, lốp dép này. Đấy, các bác xem phần lốp dép của xe này. Đấy, phần lốp dép ok luôn, cua lốp không có một chút mục mọt nào luôn. Đấy, cửa lẻo thì rất là chắc chắn, đóng phập phập luôn các bác nhá. Phần hệ thống táp ly cánh cửa này. Táp ly cánh cửa của đằng trước bên bên lái các bác nhá. Đấy, phần khung cánh cửa các bác nhá. Đấy, tất cả những cái khung cánh cửa này. Đấy, ô sờ kê luôn các bác nhá. Đấy, khung cánh cửa này. Phần hệ thống keo chỉ của xe này. Đấy, keo chỉ của nó đều tắp tắp luôn. Bảng tổng của gương kính chỉnh điện này. Đấy, táp ly thì các bác xem này. Vẫn còn gai sần đẹp luôn, không hề có hiện tượng hao mòn mấy các bác nhá. Phần bệ bật lên xuống này. Đó, bệ bật lên xuống các bác nhá. Hệ thống thông số kỹ thuật này. Đấy, thông số kỹ thuật các bác nhá. Ốc áp bản đề này. Đấy, những con ốc áp bản đề chưa hề động, các bác nhỏ lớp luôn. Phần cột kèo và đinh tán của xe. Đó, cột kèo đinh tán các bác nhá. Sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem và tham khảo. Một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc. Vâng, đây là một mẫu xe i10. Vâng, i10 thì dòng Hyundai thì các bác đã biết rồi đấy, máy móc của em nó rất là lành luôn. Đấy, cảnh báo nguy hiểm này, đèn đóm này, mặt đồng hồ này không báo một lỗi gì các bác nhá. Trang bị màn hình Android này. Đấy, hai màn hình luôn các bác nhá, cam hành trình đầy đủ luôn. Phần hệ thống gương chiếu hậu này các bác này. Phần đèn trần này. Đấy, ok luôn các bác nhá. Chắn nắng này. Đấy, hai bên đầy đủ các bác nhá. Đấy, chắn nắng hai bên đầy đủ luôn. Đấy, phần hệ thống kính lên xuống này. Đó, rất là ok các bác nhá. Kính lên xuống hoạt động rất là trơn tru luôn. Đó, tất cả những cái ốp cột này, nhựa ốp cột này khít khít các bác nhá. Đó, táp lô của xe các bác này. Đó, phần táp lô này rất là ok luôn. Đấy, đấy, tất cả những cái nút điều hòa các bác này. Đấy, sau này em sẽ đóng điều hòa lên các bác nhá. Đấy, điều hòa thì rất là mát luôn. Đấy, điều hòa di động rất là mát các bác nhá. Đấy, màn hình này. Đấy, camera nùi này. Đấy, cam hành trình đầy đủ luôn. Đấy, trang bị full đồ chơi các bác nhá, full đồ chơi luôn. Hệ thống quả số này. Phanh tay các bác này. Đó, phần bô lăng của xe này. Đó, bô lăng của nó là bô lăng 3 chấu các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Gương điện này các bác này. Đó, gương chỉnh điện các bác nhá. Đó. Đây các bác này, rất là ok. Hoạt động rất là trơn tru các bác nhá. Đấy. Và sau đây em sẽ đi vào phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy của một mẫu xe Hyundai Grand i10.
sản xuất 2014, hàng nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về các bác nhé, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc về luôn. Đấy. Nội thất của em nó rất là tươi các bác nhá, nội thất rất là tươi luôn. Đấy. Đây, chân côn, chân phanh, chân ga các bác này. Đấy. Đấy, cửa lẻo thì rất là chắc chắn các bác nhá, cửa lẻo rất là chắc chắn luôn. Đấy, xi nhan báo rẽ bên sườn các bác này. Đấy, xi nhan báo rẽ bên sườn các bác nhá. Đấy. Phần sơn của nó thì màu bạc nguyên bản theo xe. Đấy. Một mẫu xe i10 sản xuất 2014, hàng nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc, với giá tiền trước này là 205 triệu đồng. Bên Đoàn Nghị có bao rút hồ sơ cũng như có cả hỗ trợ vận chuyển cho các bác luôn. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cho mẫu xe này, cứ nhấc máy lên alo cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em một cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn video lần sau.